Mình xin review quả ví mình vừa mới mua được trên Shopee. Khui hộp đi anh. Khá là hồi hộp, nhưng mà cảm thấy là khá bất ngờ khi mà giao hàng nhanh, vừa mua hôm qua, hôm nay đã đến tay. Bóc hộp đi anh, hồi hộp quá. Sau đây mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là chiếc ví mình vừa mới đặt hàng được. Hôm qua là khá là vừa tay đấy. Ồ, mọi thứ vẫn đang ổn. Có một lớp ni lông, một lớp giấy bọc. Đây là bên trong. Cảm giác đầu tiên cầm vào thì hơi cứng tay, có lẽ dùng xong nó sẽ mềm. Một hai ngăn to đựng tiền. Một hai ba bốn ngăn nhỏ đựng thẻ cạc, để chắc đựng bao cao su rồi. Ngăn này thì khả năng cao là đựng bao cao su và bức ảnh người yêu, nhưng mà nó lại hơi tối, có lẽ không được. Ngăn này có lẽ chỉ để đấy thôi. Còn được tặng thêm cả một thẻ bảo hành. Check mã QR đéo gì mình đéo biết. QR đéo gì. Đây, tất cả những gì mình nhận được. 98.000.